Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình và hôm nay mình sẽ chia sẻ một phần nhỏ của cái phần mà điều trị ung thư. Đối với khối u lành tính và khối u ác tính, hôm nay mình sẽ chia sẻ nhiều về khối u lành tính và khối u ác tính. Mình sẽ chia sẻ một ít dựa trên những cái điều mà mình đã được học. Thì đối với khối u lành tính, ta có thể chữa được là gần như là trên 70%. Thì người ta sẽ ban đầu người ta sẽ ứng dụng laser vào trong việc điều trị cái bệnh ung thư này. Đấy. Người ta gọi trong y học, người ta gọi cái liệu pháp gọi là quang động học. Đấy. Là một cái phương pháp liên quan đến một cái loại thuốc gọi là chất nhạy quang, và người ta sẽ tiêm cái chất nhạy quang nó vào cơ thể của chúng ta. Sau đó người ta sẽ dùng tia laser, người ta chiếu vào cái vùng mà có cái khối u đó. Đúng không? Chất nhạy quang lúc đó nó sẽ được kích hoạt bởi ánh sáng và khối u nó sẽ bị phá hủy. Đối với cái bệnh nhân mà ác tính thì người ta cũng có thể áp dụng cái biện pháp này. Tuy nhiên thì nó không hiệu quả một cách triệt để, mà nó chỉ được tầm 20%. Nó không thể nào điều trị dứt điểm được. Người ta có thể kết hợp giữa phương pháp chiếu laser và phương pháp hóa trị và xạ trị nữa, mà nó không ảnh hưởng gì hết. Khi người ta chiếu laser như thế, hôm nay mình tập trung chủ yếu nhiều về cái laser này, phần laser này. Đấy. Mình nói thêm một cái phần nữa, đó là cái quá trình mà các giai đoạn nó tiêu diệt một tế bào ung thư. Giai đoạn đầu tiên chúng ta sẽ tiêm chất nhạy quang vào cái vùng cái tế bào, vào trong cơ thể của chúng ta, vào cái vùng mà đang bị ung thư. Đấy. Bước thứ hai thì người ta sẽ chiếu cái ánh sáng vào như mình vừa nói đấy. Bước tiếp theo nữa thì nó sẽ tạo ra, khi mà chiếu ánh sáng nó sẽ tạo ra oxy sinlet ở cái tế bào ung thư. Đấy. Và bước thứ tư thì tế bào ung thư nó sẽ bị tiêu diệt, và nó tiêu diệt tế bào ung thư cho đến khi nó hết hoàn toàn. Vậy thì nhiều bạn bảo là cái phương pháp chữa trị này thì nó có hiệu quả hay không? Thì nói thật là ưu điểm của phương pháp này đó là nó khá chọn lọc và nó chuyên biệt cho từng tế bào ung thư. Nó có hiệu quả đối với tất cả các loại tế bào, các khối u. Đấy. Và tỷ lệ thành công là 90% cho ung thư ở giai đoạn đầu. Đối với ung thư mà đã phát triển thì đối với khối u lành tính ấy, như mình vừa nói, trên 60-70%. Còn khối u ác tính thì chỉ có cách là kết hợp nhiều phương pháp thôi. Và nói thật thì ung thư mà đã ác tính, ung thư mà đã di căn rồi thì rất khó để chữa trị. Thậm chí là đúng rồi, không thể chữa trị được. Và nhiều bác sĩ thì hoặc là nhiều người họ trục lợi dựa vào điều này. Họ cứ bảo bệnh nhân là bây giờ đầu tư nhiều vào tiền cho tôi để tôi mua cái này, mua cái nọ, nhưng mà để tôi cố gắng cứu chữa. Cũng có thể là họ làm cái biện pháp tâm lý để cho bệnh nhân cảm thấy yên tâm. Nhưng mà nếu mà họ tạo cơ hội để họ trục lợi, họ kiếm tiền thì đúng là điều không hay, không tốt. Trở lại với cái phương pháp laser này thì nó không độc hại và nó không ức chế miễn dịch hay là ức chế tủy xương. Đấy là những điều mà tôi vừa chia sẻ về cái phương pháp trị ung thư. Một cái phương pháp đó là chiếu tia laser. Phương pháp này khá đơn giản và dễ thực hiện. Ok, và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong cái buổi chia sẻ tiếp theo.